Xin chào các bạn, quay lại shop đồ cô ra khoảnh có nhá. Em chúc tất cả các bạn một ngày mới thật vui vẻ. Thì hôm nay là ngày 20 tháng 8. Hôm nay em lại tiếp tục nuôi bắp nuôi vật câu cá này, kính câu này, tun ra dây vào dây này, thập cẩm các loại. Thì trước khi giới thiệu chi tiết, em giới thiệu qua số tất cả em là 0878690999. Số tại đã kiểm chứng góc màn hình. Bạn nào mua hàng liên hệ trực tiếp cho em hoặc là inbox qua Zalo. Em báo cho trong video thu bí ship một đơn hàng gửi đi sẽ cộng thêm 20.000 và em trả ship code toàn quốc. Các bác cầm tràng thoải mái trước khi thêm đối tuyển giúp em và giờ em sẽ giới thiệu chi tiết từ sản phẩm. Đầu tiên mã số 1 là số đây có một chiếc vợt ISO, một chiếc vợt câu đơn đà, vợt câu nục bác nhất đấy, một chiếc vợt kiểu dáng này tròn đấy nhất đấy. Riêng phần khung vợt này nó sẽ sử dụng là thép trắng gì nhé, thép trắng gì nhé. Khung vợt cực kỳ đẹp luôn, con này cực kỳ đẹp đấy. Bản đè kiểu đều đẹp nhé, đều đẹp nhé. Đây. Và con này là sử dụng bát đè bát vuông, gen 12, gen thô chuẩn nhật nhé. Lưới sử dụng lưới cước size số 11 và em báo các bác một có hai điểm này, một hai điểm này, chỗ này có bị đứt cước cái này bác có thể nối nhé, bác về có thể lưới chỉ bác nối lại đây đấy nhé, đây một phát này. Đấy. Và trên này có một lỗ này, một lỗ đây đấy nhé. Đấy. Và tiếp tục trên này có một lỗ nữa, tổng cộng 3 lỗ bị xuất chỉ xuất cước nhé, xuất cước đây nhé, đấy nhé. Bác có thể nối liền được nhé, nối liền nhé. Và báo luôn các bác này, cái phần bản này của chiếc vợt này nó hơi bị dơ các bác nhìn này, nó hơi nhùng nhằng này nhé. Đấy. Đấy thì em sẽ để rẻ cho bác nhé. Thì chiếc vợt mã số 1 chiếc vợt này thì có đường kính là 50cm và chiều sâu của cái lưới này sẽ 60 nhé, chiều sâu lưới 60 nhé. Thì chiếc vợt mã số 1 em sẽ để cho bác là giá 100.000, mã số 1 100.000 nhé. Tiếp tục chuyển sang mã số 2 sẽ là một chiếc vợt kiên cố hơn, một chiếc vợt thì gọi đẹp này. Đây là một chiếc vật kiểu dáng nhé. Chiếc vật trên một khung là khung sử dụng thép hoặc kim nhôm, thép kim nhôm không gì đấy nhé, thép kim nhôm đấy nhé. Đây, kim nhôm sẽ ra màu này đấy. Tất cả phần bản đề có được đây này, tất cả phần bản đề này người ta đã ra cường thêm hai con ốc này, cực kỳ chắc chắn, bao chắc chắn luôn nhé. Đây bản đề chính nhé. Đấy. Tiếp tục bản đề phụ này thêm hai con ốc đấy nhé. Đấy. Và tiếp tục phần bát con này là bát vẫn là bát đe, bát chữ Z, gen thô, gen 12 thô chuẩn nhật nhé. Đấy nhé. Đấy. Và hai bên này đã ra cố thêm hai con ốc nhé. Đấy, khá cứng cáp, và lưới con này sử dụng lưới cước size số 12. Riêng phần ô này nó tương đương của tầm 2cm x 2cm nhé, đấy nhé, 2cm x 2cm nhé. Đấy, đường kính hình vuông đấy nhé. Đấy, 2cm x 2cm, đây kiểu dáng này. Đấy. Chiếc vợt này thì cái mặt nó sẽ nhỏ một chút nhé. Đây, lưới bảy màu này, lưới cực đẹp nhé. Cái vợt này cho bác hút cá to cá nhỏ đều ok nhé. Thì mã số 2, chiếc vợt này có đường kính là 45cm và chiều sâu của lưới là 60cm, chiều sâu 60cm nhé. Thì chiếc vợt mã số 2, chiếc vợt này em sẽ để giá là 180.000 mã số 2 nhé. Tiếp tục chuyển sang mã số 3 sẽ là một chiếc vợt được siêu phẩm luôn này, một chiếc vợt rất đẹp nhé. Chiếc vợt này riêng một khung này không sử dụng theo kim nhôm. Theo kim nhôm không gì nhé, đấy, theo kim nhôm siêu nhẹ đấy. Đây, tất cả phần bản này đây. Bản này đều rồi ra cố thêm ốc như thế này, bản này rồi ra cố thêm ốc đây nhé, bao cho chắn đây này. Và bản này chính nhé, bản này phụ này cũng ra cường thêm hai con ốc đây nhé, bao cho chắn nhé, đây nhé. Đấy, và thuộc đến phần bát con này là bát chữ xét nhé, bát chữ xét bát đè nhé, đấy nhé, gen 12, gen thô chuẩn nhật nhé. Và phần lưới con này sử dụng lưới cước size số 12, đường kính của hình vuông này tương đương là 1.5cm x 1.5cm đấy nhé. Đây lưới này chỉ có duy nhất một màu cam cực kỳ đẹp nhé, bện khá dày dặn. Lưới này cho bác bắt cá to cá nhỏ thoải mái nhé, bắt cá to cá nhỏ thoải mái nhé. Đây kiểu dáng này lại cực kỳ đẹp nhé. Đây. Đấy, tất cả dòng vợt em đều có thể gấp gọn như này, em sẽ gấp cho bác quên hai cái vợt kia không báo bác, em sẽ gấp cho bác đây. Và nhau các đều có thể gấp gọn được như này, nhé, túi câu nhé, ba lô thoải mái nhé. Khi chúng ta mở ra ấy, bác gạt tất cả cái này này, nó ra khỏi phần bàn này nhé. Đây này bác mở em nửa tròn trước này, và tiếp tục bác lật nốt em nửa tròn nữa, đây, bác lật giúp em nốt nửa tròn như này này, đây này, cái bàn này nó hơi bị chặt, hơi bị khô dầu, đây này, bác lật nốt giúp em nửa tròn này ra. Đấy, thì sẽ ra một chiếc vật kiểu giá này, một chiếc vật giá này nhé, đây nhé, đấy, không có đè nốt cái bát vào là xong. Nào, đèn nốt cái bát này vào là sử dụng bình thường nhé, sử dụng bình thường đây, một chiếc vợt kiểu dáng này nhé. Đấy, thì chiếc vợt mã số 3, chiếc vợt này có đường kính hình tròn sẽ là 48cm, đường kính tròn sẽ là 48cm và chiều sâu của cái lưới này sẽ là 60cm, chiều sâu 60cm nhé. Thì chiếc vợt mã số 3 này em sẽ để giá là 220.000 mã số 3 nhé. Tiếp tục chuyển sang mã số 4 sẽ là một chiếc vợt tiếp theo, một chiếc vợt hình gần khớp chứ. Đấy. Chiếc vật khung của chiếc vật này sẽ được dụng là khung theo kim nhôm siêu nhẹ, khung theo kim nhôm siêu nhẹ như này. Nguồn còn khá là mới như đây này. Con này bát bản này cực kỳ đẹp luôn đây này. Bát phần bản này cực kỳ đẹp nhé. Bát kiểu dạng bát con gập ấy nhé. Đây. Là bát chính này. Đây. Con này nó đúng nó chỉ có hai bát đấy nhé. Và bản này là bản này chữ Z, bản này đè anh về đè nhé. Và gen 12 gen thô chuẩn nhật và lưới con này sẽ là lưới cước bện, cái lưới của hình có đường kính của hình vuông này sẽ là 2.5cm x 2.5cm nhé, đây nhé. Mắt khá là lớn cho bắt cá to nhé, câu cá chép, câu cá rô này, câu cá chấm đều kia nhé, đây nhé. Đấy, đây
một chiếc vợt ngoại hình cực kỳ đẹp luôn. Giữa cái phần lưới cước này siêu bền, các bác hơi cao to thoải mái nhé. Đây một chiếc vợt có hai, vì sao có hai bản đèn, hai bản đèn chiếc vợt nó sẽ đẩy như này nhé. Đây này, khi bác muốn gấp vào đúng bình thường sẽ như này luôn, bác chỉ kéo vào này thôi, này sẽ tự gấp vào như này đã. Hoặc khi nào bác muốn sử dụng bác chỉ đun ra thôi, bác nắp cái bát vào là sử dụng ngay nhé, được ngay nhé. Đây này, đấy, cực kỳ hay luôn, cực kỳ hay nhé. Thì chiếc vợt mã số 4, mã số 4 chiếc vợt này có đường kính hình tròn sẽ là 50 cm, đường kính hình tròn là 50 cm, và chiều sâu của cái lưới này là chiều sâu 70 cm nhé. Thì chiếc vợt mã số 4 em sẽ để giá là 240.000, mã số 4 240.000 nhé. Tiếp tục chuyển sang mã số 5 lên dưới được một chiếc vành vợt này. Chiếc vành vợt này báo luôn bác này, vành vợt này này, cái chiều 10 này nó đã bị dập, đang bị gãy này, đã bị dập, đang bị gãy đấy. Thì bán cho bác bộ lưới cực kỳ ngon luôn đấy, bị gãy đấy. Đấy, nói chung là các bác cũng cố mở ra làm cái hình tròn để mà sử dụng thì cũng mở được. Đây sẽ mở xem luôn. Để tránh rách lưới đây, thì bác mở ra hình tròn sẽ ra được cái này nhé. Đây này, và cô uốn ra nó cũng sẽ ra được một cái hình kiểu dạng hình thoi, hình bầu dục. Đây này, hình bầu dục này sẽ không được dành tròn nên đấy, cố sử dụng này vẫn sử dụng được, nhưng mà em sẽ bán cho bác là trong tình thế bán lưới thôi. Tặng bác cái vành vợt nhé, tại vì đã bị gập chỗ này này, em sẽ bán, sẽ tặng bác nhé. Đấy nhá, đấy thêm có một cái lưới này cực kỳ xịn tròn luôn. Đây này, bạn cực kỳ là dài, cái này tương đương của tầm 1.3 cm x 1.3 cm nhé. Đây đường kính nhé. Đấy, lưới nó cứ size 12, cực kỳ dày dặn nhé. Đây, cực kỳ dài luôn. Đấy. Và cái đường kính của cái lưới này sẽ đo cho bác luôn. Đường kính của cái lưới này tương đương khoảng tầm 60 cm, tầm 60 cm đấy nhé. Em sẽ trừ đi khoảng tầm 60 cm nhé. Và chiều sâu của cái lưới này là sâu 60 đấy nhá. Đường kính hình tròn sẽ là 60 và chiều sâu là 60 nhé. Thì là trước lưới này em bán cho bác cái bộ lưới này mã số 5 đúng không? Mã số 5 bộ lưới em sẽ để giá 500.000. Mã số 500.000 cái mặt vợt cả lưới nhé. Đấy, coi như tặng bác cái vành vợt. Còn bán cho bác cái lưới thôi nhá. Mã số 500.000 nhá. Tiếp tục chuyển sang mã số 6. Mã số 6 giới thiệu bác một chiếc guồng da dây vào dây. Guồng da dây vào dây nhé. Đấy nhá. Một guồng xịn nhé, sử dụng nhựa ABS nhé. Và trong cái guồng này đang có một cuộn dây siêu phẩm, một cuộn CPA X8 đến hãng siêu vua. Cuộn dây này có thông số là size 6 chấm, dài 300 m đấy nhá. Màu cho màu multi dây cực kỳ là mới luôn, cực kỳ mới coi nhá. Kim cao sợ như này, dây này cực kỳ là mịn luôn, cực kỳ mịn nhé. Thì hợp đánh biển nhé, đánh cá lớn đấy nhé. Đấy nhé. Đó. Một cái guồng dây này đang có 3 ngăn bắt được 3 size dây nhé. Đấy. Cái guồng này thì thường sẽ dùng chung cả những bộ như này, những bộ da dây vào dây như này nhé. Đấy nhé. Đấy. Thì bác nào mà đang có cái bộ da dây vào dây này mà chưa có cái guồng này, có thể mua này. Cực kỳ đẹp luôn, dây cực kỳ ngon nhé. Thì bộ guồng mã số 6 này, mã số 6 em không của bộ guồng, bên trong có một cuộn dây PE X8 để đang siêu vua PE 3 chấm dài 300 m em bán cho bác cả guồng cả dây. Mã số 6 là 280.000 nhé. Tiếp tục chuyển sang mã số 7 chúng ta có bộ tiếp theo. Bộ này sẽ chín xóa một chút này, một bộ guồng này cũng sử dụng như ABS nhé. Bộ này sẽ màu xanh nhé. Đấy. Bộ guồng này hiện tại em đã đựng hai lô dây khác nhau đấy nhé. Đấy. Bên trong có cuộn dây này, cuộn dây không nhầm đến hãng Beckley này, Beckley nhé. Một cuộn dây PA trắng nhựa, một cuộn dây PA trắng nhựa đấy nhé. Đấy. Cuộn này em xem này, cuộn này size tương đương của tầm, cuộn này tương đương size của tầm size 2 chấm nhé. Cuộn này tương đương size của tầm size chấm đấy nhé. Đấy. PA trắng nhựa nhé, đến hạn Beckley đây nhé, cực kỳ xịn sò này. Cái cuộn này dùng tầm trong phải 200 m, phải hơn đấy, nhiều lắm các bạn, hơn 200 m đấy. Đấy. Đấy, tiếp tục em bên ngoài có một cuộn dây PA4, cuộn này cũng đến hạn siêu vua nhé. Cuộn này size 3 chấm này, dài 300 m này, 300 m này, đấy nhé, đấy, đúng rồi, đây nhá, size 3 chấm, dài 300 m này, dài 300 m đây nhé. Đấy. Màu sẽ màu multi bảy màu nhé. Đấy, cái bộ guồng mã số 7 em có bộ guồng này, bên trong có hai cuộn dây, một cuộn dây size 2 chấm này, dài khoảng tầm hơn 100 m, một cuộn dây size 3 chấm, dài 300 m nhé. Đấy, thì mã số 7 em có bộ guồng da dây vào dây, hiện tại đang bên trong có hai cuộn dây như này, em sẽ để giá là 330.000 mã số 7 nhé, 330.000 mã số 7 đấy nhé. Tiếp tục mã số 8 em sẽ đem một chiếc guồng da dây vào dây. Một chiếc guồng này bên trong hiện tại đang có 3 cuộn dây nhé. Đầu tiên giới thiệu một cuộn dây cướp ni lông bên ngoài này đấy nhé, trong cái ngăn to nhất này. Dây cướp ni lông này tương đương size 4 chấm, size 4 chấm thì hợp nằm trục thẻo cứ đơn đài này. Cuộn dây này dây màu trắng trong, dây khá là mới nhé, các bạn nhìn này, dây khá là bóng nhé, cứ bóng là dây mới các bạn nhìn này. Dây độ trong suốt cực kỳ cao, các bạn nhìn này, độ trong suốt cực kỳ cao đấy nhé. Thì hợp nằm trục thẻo cứ đơn đài, có thể vào máy công ngâm được kia nhé. Và trong cái cuộn dây cướp ni lông này bên trong nhé, thì em có một cuộn dây PE, một cuộn dây PE da size của tầm 2 chấm PE4 nhé, màu sẽ màu multi nhé, đấy nhé. Đấy, bên trong này nó để bên trong này em chẳng biết bao nhiêu mét cả nhá, bên trong sẽ có một GPE như này có nhé, đấy không rõ. Đấy, và tôi sang bên này, em có một GPE tiếp theo, một GPE size 1 chấm PE4 nhé, đấy nhé. Dây sẽ dây màu trắng nhé, dây khá là mới, bên ngoài người ta vẫn còn nối đi đờ ngoài đấy nhé, nối đờ ngoài nhé. Đấy, em cho bác xem dây bên trong đây này, dây bên trong này nhé. Đấy,
dây sợi khá là mịn BX4, nhưng mà cái sợi khá là mịn nè. Em nó có một cái đoạn dây demo bên ngoài này. Đây dây demo bên ngoài nhé, đấy nhá. Dây khá là mịn nhá. Con dây này thích hợp với cô cần nờ này, cần mờ nờ thì cực kỳ ngon nhé. Đấy. Thì mã số 8 có một guồng dây và dây. Hiện tại cái guồng này đang có 3 con dây khác nhau nhé, 3 con dây khác nhau nhé. Thì mã số 8 sẽ để ra là 180.000 mã số 8 nhá. Tiếp tục chuyển sang mã số 9 cho 10. Mã số 9 này có một cái guồng da dây vào dây màu xanh nhé. Đấy nhá, đấy, đều sử dụng nhựa ABS nhé. Đấy, để bây giờ 80.000. Mã số 9 là cái màu xanh. Tiếp tục cái mã số 10. Mã số 10 là cái màu cam, nhưng hai cái tương tự nhau nhé. Đấy, cũng là guồng da dây vào dây. Cái màu xanh là mã số 9 80.000. Cái màu cam mã số 10 cũng là 80.000 nhé. Đấy nhá, đấy hai mã nhá. Mã số 9 80, mã số 10 cũng là 80. Mã số 9 là màu xanh, mã số 10 là cái màu cam nhé. Đấy nhá, hai cái này nhé. Đấy. Tiếp tục chuyển sang mã số 11. Mã số 11 đang giới thiệu một chiếc kính đến hãng CNT nhé, CNT đây nhé. Đây một chiếc kính có hộp màu trắng nhé. Hộp bọc da ngoài nhé, đây cực xịn sò nữa này. À, mới được kiểu đắn. Nên cho bác xem bên trong. Đây, bên trong có một chiếc mắt kính này, mắt kính màu vàng nâu nhé. Khi đeo lên sẽ ra màu này các bạn. Đấy, các nhìn này. Đấy, nhìn thấu kính cực là nét, siêu nét nhé. Đấy, em đang đeo cho bác đấy. Đây nhé, đây, kiểu dáng này. Đấy nhé, cứ chiếc kính màu trắng. Đây, CNT nhé. Nguyên hình kính cực kỳ đẹp luôn, cực kỳ đẹp lắm. Đây, đây phần trước này. Mặt trong coi nhìn này, mặt trong này cực kỳ đẹp. Đấy, đây này. Nó viết tắt chữ là Stratrip đưa như đây này, nó có viết tắt được của cái chữ này đây. Và chiếc kính nhận báo luôn các bác này, cái phần mắt bên phải là phần chỗ này này, cái kính này sẽ là kính hai lớp nhé, và sẽ đang bị đổ keo một chút chỗ này nhé, đã bị đổ keo ố keo một chút đây này, đấy. Nó chứ không ảnh hưởng gì cả, cho đến nó phần riêng này các bác đeo thì đa số là nhìn tầm giữa thôi, nhưng mà cái chỗ này riêng không ảnh hưởng gì cả nhé. Đây một chiếc kính màu vàng nâu siêu nét rồi, để đeo cho bác qua cam coi nhìn này. Cực kỳ nét, cực nhát nhé, nhé. Đấy. Một chiếc kính đến hãng CNT mã số 11. Chiếc kính nhận bán các cửa hộp cả kính, mã số 1 sẽ để ra là 300.000 mã số 1 nhé. Tiếp tục chuyển mã số 12. Mã số 12 có một chiếc kính CNT tiếp theo. Một chiếc kính CNT nhưng mà chỉ có giá 120.000 thôi. Vì sao 120.000 sẽ báo bác. Tí nữa báo cho bác nhé. Đấy. Chiếc hộp này sẽ là một chiếc hộp bọc da đồng hành, bọc da trắng nhé. Cực kỳ đẹp luôn, bọc da trắng nhé. Bây giờ sẽ báo luôn bác này. Chiếc kính vì sao 100 này. Đây nào, hiện tại nó chỉ có một bên mắt thôi. Cái kính này các bác nào mà mắt kém mà một bên mắt mà không nhìn được, các bác có thể dùng kính này nhá. Đây nhá, đấy. Nó chỉ có một bên mắt thôi, một bên giống mắt thôi nhé, đấy nhá. Đấy, CNT nhé. Chiếc kính này sẽ là kính màu đen nhé. Ngoài hình thì khung cực kỳ đẹp luôn, cực đẹp. Đây, khi chúng ta đeo lên này, nó sẽ ra màu vàng nhé. Coi như này, cái thấu kính này cực kỳ là nét. Đây, này. Đấy, bình thường này đúng không? Coi nhìn này, cực kỳ là nét luôn, siêu nét đấy. Đấy. Nó duy nhất thì có một bên thấu kính nhé. Thì chiếc kính này, chiếc kính mã số 12 sẽ để cho bác là chiếu bán cho bác cái hộp này, bán cho bác hộp cực kỳ đẹp nhé. Mã số 12 bán cho bác chiếc kính CNT cả hộp sẽ để giá là 120.000 mã số 12 nhé. Tiếp tục mã số 13 sẽ đem một chiếc kính ND, một chiếc kính nội địa Japan cực kỳ đẹp nhé. Hộp màu đen nhé, có phần móc đầy đủ nhé. Đây cho bác xem trong này, đây em có một chiếc kính này. Đấy. Cái kính này đầy đủ giấy nhá, đây này, đấy đi design đây nhá. Đấy, đây một chiếc kính kiểu dáng này, của hình cực đẹp, còn gần như là new mới nhá. Chiếc kính này gần như là new mới nhá. Chiếc một khung này khung bằng nhựa, cực kỳ nhẹ nhá. Mà cái form này, kính này đeo cực kỳ độ mắt luôn, đấy nhá. Gần như là không lọt tiếng sáng nào luôn. Đấy. Đây, một chiếc kính kiểu dáng form này. Đấy. Bên hông này có ghi này, đấy đi design nhá. Đấy, đấy. Bên cạnh này vậy nhá. Đấy, bên trong nó có ghi mã này, mã đây nhá. Và tiếp tục sang bên này này, cũng ghi logo nhá. Viền mắt bên trong này nó sẽ bọc thêm lớp xốp này, một lớp xốp đây nhé. Đấy, đeo thì cực kỳ đẹp mắt luôn. Đây là cái viền xốp hình tam giác đây, đây hình mũi tên đây, đây là cực đẹp nhé. Đây mặt trước này, kính thì không xước không sát đấy nhé, còn gần như là new mới nhé, cực đẹp nhé. Đây bên trong này, bên trong nhé. Sẽ đeo cho bạn xem này, như này, đầu kính cực kỳ nét, siêu nét nhé, cực kỳ nét, không một điểm gợn, cực kỳ nét nhé. Bên trong, đấy, cực kỳ đẹp nhé. Đấy, cái này các bác mặt to mặt nhỏ đeo đâu kia nhé, mặt to mặt nhỏ đeo kia nhé, tại vì nó là form này này. Nó sẽ ở dạng form vòm này nhé. Đấy thì mà to mà nhỏ đeo đầu kia như này, nó còn độ có giãn đấy, đấy. Thì chiếc kính này, chiếc kính mã số 13 có một chiếc kính LED design, mắt nó hơi vàng nâu nhé. Đem xoay lại cho bác xem, mắt đeo khi đeo này có hơi màu vàng nâu này, đeo này cực kỳ dịu mắt, nhé. Thì chiếc kính này, chiếc kính mã số 13, một chiếc kính LED design ngoại hình còn gần như là new mới nguyên 100%. Mã số 13 chiếc kính em sẽ để giá là 650.000 mã số 13 nhé. Tiếp tục mã số 14 dưới đây một chiếc kính tô sen nhé, một chiếc kính cận thị này, hộp mà bọc ấy nhá, một chiếc hộp này sẽ dạng bọc vải nỉ nhá, đây sờ cầm cực kỳ êm nhá, đấy, trong lớp vải nỉ có một cái phần khung xốp để bảo vệ kính ấy, đây sẽ ra form hình như này, đấy, bây giờ sẽ giới thiệu bên trong này. Bên trong không chiếc kính cận thị này đấy.
đấy, đây logo đây, logo tên trong các hãng này, đấy, một chiếc kính Sapa đây kiểu dáng này, đấy. Chiếc kính này, chiếc kính sẽ là ở trên phần kính này nó sẽ bằng kính nhé, bằng kính thấu kính xịn nhé, đấy nhá, đấy, một phần khung này, phần khung viền nó sẽ bằng làm thép nhé, các bạn nhìn này, đấy, bên trong nó ghi logo này, logo đây nhé, đấy, logo tiền hãng này, thì tôi sợ bên này nó có ghi thông số này. Thông số đây như mã vạch đây, đây đấy. Một chiếc kính mặt trước đây, cái kính này thì mắt nó hơi nhỏ này, thì họ bắt đầu trung tuổi đeo này thì đẹp nhá, trung tuổi đeo này đẹp đấy nhá, đấy. Đây tiếp tục phần mặt trong, nhìn phần mặt trong này, đấy, mặt trong này. Sẽ đeo lên cho bác xem này, khi chúng ta đeo này các bạn nhìn này, cái thấu kính này cực kỳ nét luôn, siêu nét luôn, cực kỳ nét nhá, đấy, từ trong ra ngoài gần như là không xước tiều cả nhá, không xước tiều cả nhá, chiếc kính ngoài hình nó còn cực kỳ đẹp luôn, các bạn nhìn này, đấy, cực kỳ đẹp nhá. Khi đeo lên này em sẽ có một cái màu nâu xám này các bạn nhá, đeo này cực kỳ dịu mắt nhá. Đây cực kỳ dễ mắt nhé. Đây một chiếc kính đến hãng Sosen mã số 14, mã số 4, chiếc kính này em sẽ để giá là 350 ngàn, mã số 4 350 ngàn nhé. Tiếp tục mã số 15 sẽ là một chiếc kính tiếp theo, một chiếc kính có cái bộ hộp màu kiểu màu hơi màu xanh rêu, màu xanh rêu kiểu đấy nhé, có phần móc đầy đủ nhé, phần móc đầy đủ đây nhé, nhé đấy. Và giờ sẽ giới thiệu bên trong này, bên trong có một chiếc kính kiểu dáng này. Đấy, bên trong này lót nỉ cực kỳ êm, lót nỉ cực kỳ êm đấy, bên trong có một chiếc kính kiểu dáng này, một chiếc kiểu dáng này, đông như này, đấy, form kính khá đẹp nhé, cái form này đeo lên cực kỳ ôm mắt, đây, phần gọng này, đấy, cái kính này nó có ghi logo này, ghi mã vạch logo đây, đấy, con này nó không ghi tên hãng gì cả, đây nó chỉ thế này thôi, và bên này mình có thông số là 40% nhé, đấy, chống tiêu UV đấy nhé, chống tiêu UV nhé, đấy, đấy, và khi chúng ta đeo lên con này, nó có một cái màu kính kiểu dáng này, coi như này. Cực kỳ là nét luôn, siêu nét nhé, bên này vậy này, cực kỳ nét nhé. Riêng phần kính này này, riêng phần mắt kính này sẽ không xước, không bụi bụi bẩn nhé, không xước, không bị cạm nhé, đấy nhé, đấy, cực kỳ đẹp nhé. Mắt kiểu dáng này, đấy, tiếp đến bên trong này, trong mắt này, đấy nhé, đấy, thì trước mắt này này, cái phần trên này sẽ tô màu kiểu màu nâu đậm hơn, và dưới này sẽ màu trắng này nhé, để nó lấy sáng đấy, đấy nhé, coi như này, đấy, đeo lên này, siêu nét luôn, sẽ ra hơi màu nâu xám đeo lên cực dịu mắt nhé, đấy. Đấy. Thì chiếc kính này, chiếc kính mã số 15, chiếc kính này em sẽ để giá là 300 ngàn, mã số 15 nhé. Tiếp tục chuyển sang mã số 16, có một chiếc kính DNA, nhé, bọc trên một chiếc hộp nỉ nhé, này khá nhỏ gọn nhé, một chiếc hộp hình hạt nạc đấy, đấy. Bây giờ sẽ giới thiệu bên trong này. Bên trong có một chiếc kính kiểu dáng này, chiếc kính nhé, dây nâu đầy đủ nhé, một chiếc kính DNA PPS đây kiểu dáng này, đấy, đây, riêng phần khung này, phần khung đeo nó sẽ bằng nhựa nhá, kiểu nó nhựa đúc ấy, coi như này, cái này nó sẽ kiểu dạng màu hơi nâu bẩn đấy nhá, cực kỳ đẹp, coi như này, đây kiểu dáng này. DNA nhá, đây phần mắt trước đây, riêng phần kính này, phần mặt kính này không bị xước một tí nào nhá, còn cực kỳ là mới nhá, đây, đấy. Bên này cái logo này, bên trong nó ghi chữ PPS nhá, PPS đấy, đấy, chúng tôi xem bên này nó ghi thông số này, thông số mã vạch đầy đủ nhá, chiếc kính này đúng đến là hãng Kamisake, đúng tên hãng này nè, Kamisake đây nhé, đây nhé, đấy, một chiếc kính cảm tử, một kính cảm tử đấy, đấy, cực kỳ đẹp luôn. Đây, khi chúng ta đeo lên nó sẽ ra một màu nâu xám nhé, đeo lên cực kỳ dịu mắt luôn, như này, kính siêu trong luôn, siêu nét, từ bên trong ra ngoài thì cực kỳ đẹp nhé, không bị xước thì nào cả, ngoại hình gần như mới nhé, một chiếc kính Kamisake, một chiếc kính cảm tử, Kamisake là một cái hãng, một cái tên cảm tử của Nhật nhé, đấy nhá, kiểu ngày xưa bay mà cảm tử là Mỹ đấy, thì là bay cảm tử là phi thẳng Mỹ nhá, chết cả người, chết cả bay đấy nhá, đấy nhá, đấy một cái hãng đấy, cực kỳ đẹp nhá. Thì chiếc kính này, chiếc kính mã số 16, một chiếc kính DNA này, Kamisake, chiếc kính này em sẽ để giá 400 ngàn, mã số 16 nhá. Tiếp tục mã số 17 em sẽ là một chiếc kính Isabel nhá, đây một chiếc kính Isabel nhá, một chiếc kính có một cái hộp tam giác kiểu dáng này, đấy, tam giác cân nhá, cực kỳ đẹp nhá. Đấy, và giờ sẽ giới thiệu bên trong có một chiếc kính đây, một chiếc kính kiểu dáng này, kính này đeo lên cực kỳ thời trang, đây một chiếc kính form cực kỳ thời trang kiểu dáng này, đấy nhá, đấy. Và chiếc phần viền này và kính ở dưới này là một phần kính hở đấy, cực kỳ đẹp luôn, đấy. Phần gọng coi như này, tất cả phần gọng này, cực kỳ đẹp nhá. Gọng vẫn là gọng nhựa này. Phần đuôi sẽ là bọc ấy này, bọc có su non này đấy, đấy cực kỳ đẹp nhé. Khi chúng ta đeo lên coi nhỉ, đeo lên này nó sẽ ra một cái màu xám nhạt thế này, đấy, đeo lên khá là dịu mắt, bên trong bên ngoài cực kỳ đẹp, không bị xước thế nào nhé, không xước tiền anh nhá, đấy, đây một chiếc kiểu dáng này, đây kiểu dáng nhé, ngoại hình gần như là mới, cực kỳ đẹp nhá. Thì chiếc kính này, chiếc kính mã số 17, một chiếc kính Isabel, chiếc kính này em sẽ để là 450 ngàn, mã số 17 nhá. Tiếp tục mã số 18 sẽ là một chiếc kính phân cực, một chiếc phân cực đấy nhé, đây mặt ngoài sẽ có màu trắng gương màu xanh ấy, cực kỳ đẹp nhất đây. Chứ cái điện báo nó các bác hiện tại này, cái phần ngoài này, cái phần trắng gương đấy nó hơi bị
hơi bị xước một tí chỗ này nhé, hơi bị xước tí nhá. Còn đâu tất cả mọi thứ đẹp nhá, tất cả mọi thứ đẹp. Đấy. Chứ còn khung này sẽ là khung nhựa. Khung nhựa đeo là cực kỳ là êm nhá. Chiếc kính này đến từ hãng HB Compact nhá, đây này, HB Compact nhá. Đây hãng nội địa Nhật Bản nhá. Đấy. Ở bên này có cái thông số này 15% đấy nhá. Đấy. Phần cực của nhá, khi chúng ta đeo lên con này, đây sẽ màu phần cực này. Nhá. Màu sẽ màu hơi màu xám nhá. Đây cực kỳ ngon. Từ bên trong ra ngoài nhá, con duy nhất một vết xước ở bên ngoài đấy. Viết cả cho này nhé, còn đâu tất cả mọi thứ đều đẹp, tất cả mọi thứ đều đẹp, cực sáng đấy. Đấy, là một chiếc kính phân cực trắng gương, trắng màu xanh nhìn, là cực kỳ đẹp nhá. Trên chiếc kính mã số 18 có cả giấy nào được, giấy nào được nhá. Mã số 18 chiếc kính em sẽ để giá là 450.000 mã số 18 nhá. Tụ mã số 19 em sẽ để một chiếc kính Mikinoko nhá. Đây, một chiếc Mikinoko Noko nhá. Đây có vỏ bao đầy đủ nhá. Cái kính này thì có cái phần là sỏ đai thắt lưng này, đây có phần móc đầy đủ nhá. Đây giấy dán đầy đủ đấy. Đây nhá, một chiếc kính kiểu thán này. Đây nhá. Đấy. Và giờ em sẽ bóc nó bên trong. À đây này, cái túi này cực kỳ xoắn bên trong, nó thoát nỉ này, cực kỳ dày các bác nhá. Cực kỳ êm nhá, cực kỳ êm nhá. Đây em có một chiếc kính trắng trong, nhá. Đây, với cực kỳ đẹp nhá. Chiếc kính này thì là thích hợp đi câu này. Bạn nào mà không thích dạng kính râm mà đeo thực tế cũng có thể học kính này thì nó sẽ bảo vệ mắt khi chúng ta đi câu mà tránh tình trạng lưỡi hoặc là cái vật thể lạ nó bay vào mắt ấy nhá. Đây kính kiểu trắng siêu trong suốt rồi, chúng ta sẽ mặt trước đây này, cực kỳ là nét thôi. Chiếc mặt kính này gần như là không xước nhưng không xước nhưng hồi cực kỳ mới. Đây phần chiếc mặt khung này, khung nhựa nhá. Đây bên trong nó ghi mã đầy đủ này, ghi mã tên đầy đủ nhá. Nó màu đen hơn có gì tiếp tục sang bên này xong có kia, bên này không ghi nhá. Và phần đuôi khi chúng ta đeo lên mắt nó sẽ là dạng cao su non nhá. Đây đeo cực kỳ đẹp nhé. Và chiếc kính này khi đeo lên mắt con như này, nó gần như là trong suốt, gần như là thực tế nhé, nó không bị cấn một tí nào, không bị cấn nhé, con như này, đấy, gần như trong suốt tuyệt đối nhé, đấy, cực kỳ nét luôn, cực nét nhé. Thế chiếc kính mã số 19 một chiếc kính trắng trong nhé, một chiếc kính Mikinoko nhé, đây rồi, Mikinoko nhé, chiếc kính mã số 19 em sẽ để giá là 200.000 mã số 19 nhé. Tiếp tục mã số 20 em sẽ để ba, em có một cái tun da dê màu dây nhé. Đấy, cái tun này các bác chỉ gắn trực tiếp vào máy, sẽ không phải cần thiết gắn lên kẹp lên bàn nhé, mà gắn trực tiếp máy lên cái khung này như đây. Đây này. Bác sẽ hướng dẫn đây như kiểu đấy nhé. Đấy, một cái tun da dê dây, cái phần đầu này bác kẹp dây này đấy. Và phần chỗ này cho bác gắn máy nhé thì cái tun da dê dây cực kỳ hay đấy nhé. Đấy, tun kiểu này. Đấy, hàng new mới nguyên 100%. Thì bộ tool này mã số 20, bộ tool này em sẽ để giá là 380.000 mã số 20 nhé. Tiếp tục mã số 21 em có bộ tool tiếp theo. Một bộ tool này thì bộ tool gắn bàn nhé, đây các bác quay này. Đấy, phần đầu này các bác có thể là gắn một cái tool như cái gì cả, một cái tool như cái nô kìa nhé, để bác gắn vào trong đây. Đấy, thế nào, đầu này bác có thể gắn lên một cái cuộn dây hoặc cái này bác để máy cầu được nhé, đấy nhé. Đấy, và chiếc cuốn này sẽ nó ra dây dần nhé. Như này. Đấy. Ở dưới này có một cái phần kẹp nữa, một phần kẹp dây đây nhá. Đấy. Khá này nhá. Đấy, một tun da dê một dây. Đây, nhựa đều như ABS nhá, cực xịn sò nhá, bộ tun này nhá. Đấy, phần chân này chân đế cho bác để gắn vào bàn nhá, đấy nhá. Quay siêu bon coi như này, quay siêu bon, cực kỳ bon nhá. Thì bộ tun da dê vào dây này mã số 21, bộ tun da dê vào dây này em sẽ để giá là 300.000 mã số 21 nhá. Tiếp tục mã số 22 có cái bộ tun da dây của hàng new mới nguyên nhé, bộ tun của tán đấy. À, cái phần chân này, chân này bác gắn vào bàn này và chân phần cục bác gắn trực tiếp lên đấy. À, thì bác khi bác ra dây một dây mới và bác không cách nào vào dây cho nó chặt thì bác có thể là gắn cái này lên trên này và siết chặt cuộn dây vào, thì bác nếu con máy câu bác cuốn bên ngoài sẽ ra dây thì nó sẽ chặt hơn, ra dây sẽ chặt hơn đấy nhé. Bộ tun mới nguyên nhé. Thì bộ tun mã số 22 này em sẽ để giá là 180.000 mã số 22, bộ tool này sẽ để 180.000 nhé. Tiếp tục mã số 23 em giới thiệu bộ tool này đã qua dụng, nó giống xịt bộ này nhưng mà bộ này đã qua sử dụng rồi đấy nhé, đều sử dụng như ABS nhé. Bộ tool nội địa đấy, bộ tool này các bác thể gấp gọn được này. Khi bác muốn sử dụng bác bẻ thực ra đây chỗ này em có một cái con ốc này bác xiên ngược cái phát sẽ cứng ngắt nhé. Phần trên này bác sẽ để gài một cái cuộn dây và phần này bác gài cái máy vào đấy nhé. Bác vào đây bác chỉ có quay hoặc là dây đựng vào nhé, hoặc các bạn để máy ngang quay ngược lên, máy dọc ra buông ngược xuống nhé. Đây này gần như giống cần câu như đây nhé. Bộ tun vào dây mã số 23, bộ tun này em sẽ để giá là 300.000 mã số 23 300.000 nhé. Đấy, các bạn có thể gấp gọn được này, cực kỳ tiện nhé. Tiếp tục mã số 24 có bộ tun tương tự, bộ này sẽ size lớn hơn nhé, bộ này sẽ là màu đen lớn hơn nhé. Và phần đầu dây này cũng là phần đầu dây kẹp dây kiểu khác nhé, đấy nhé.
hạ khác sẽ kẹp kiểu khác nhé, đấy nhé. Có đùi này bác chỉ siết ốc thôi, tự nó siết kẹp cái nâu dây bao đấy nhé, kẹp nâu dây nhé. Đấy, phần chỗ này này là một phần bát này, đấy bát bạn nhé. Có thể để là gắn máy ngang thì bác cầm ngửa lên, còn máy dọc có thể cầm úp xuống này, úp xuống này nhé, bộ tuôn ra dây vào dây nhé, đấy nhé. Đấy, cái bộ này các bạn có thể gấp gọn được này, có thể gấp gọn này nhé, đấy, cực kỳ tiện nhé. Thì bộ tuôn mã số 24, bộ tuôn vào dây, bộ tuôn vào dây thì mã số 24 em sẽ để giá là 300 ngàn bộ tuôn vào dây này nhé. Thì clip hôm nay đến bác tổng cộng là 24 mã, ưng mã nào thích mã nào liên hệ trực tiếp qua số điện thoại 0878 690 99 để chốt hàng trực tiếp. Còn bây giờ phải dừng video, hẹn gặp video tiếp theo, bye bye.